Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin y tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết bắt đầu từ tuần tới, người dân sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 với thông tin tương cứng số mũi tiêm đã nhập lên hệ thống tiêm chủng. Hộ chiếu vaccine được cập nhật trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC-COVID. Hiện đã có 1.000 người được cấp hộ chiếu vaccine bản chất của hộ chiếu vaccine điện tử là mỗi người dân sẽ có mã qr giống như mã qr trên ứng dụng bc covid hiện nay chỉ khác là sử dụng các tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới và liên minh châu âu để có thể xác minh thông tin lẫn nhau khi ra nước ngoài dự kiến đầu tuần tới bộ y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho 63 trên 63 tỉnh thành và sẽ bắt đầu chính thức cấp hộ chiếu vaccine rộng rãi ngay sau đó Đến ngày 17 tháng 3, có 17 quốc gia chấp nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam.